Mr. Sui đã quay lại và xin gửi một lời chào đến toàn thể các anh em đang theo dõi video. Tôi có một câu hỏi muốn hỏi anh em là, theo anh em một con người cần có những phẩm chất gì để trở thành một vị tướng đáng kính? Đối với cá nhân tôi, một vị tướng đáng kính không phải là một vị tướng bất khả chiến bại. Đánh trận thì có lúc thắng, có lúc phải thua. Vị tướng đáng kính đơn giản là một người có thực lực, có được sự kính trọng của những người lính cấp dưới và đặc biệt là không bao giờ vứt bỏ quân đội của mình trên chiến trường. Xét theo tiêu chí này thì những chiến thần tự thủ, ông hoàng quân lực hạng tư thế giới chắc là ít ai đạt được. Ngoài một ví dụ cực kỳ là rõ ràng tới từ vị trí của chúa tể lời hứa Nguyễn Văn Thiệu, thì chúng ta cũng còn một lời tuyên bố tự thủ rất đanh thép khác đến từ vị trí tướng Ngô Quan Trưởng, một người từng tuyên bố rằng Việt Cộng phải bước qua xác tôi nếu muốn tiến vào Huế. Ngô Quan Trưởng, sinh năm 1929, mất năm 2007, nguyên là một tướng lĩnh bộ binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc trung tướng. Ông xuất thân từ những khóa đầu tại trường sĩ quan trừ bị do quốc gia Việt Nam mở ra ở miền Nam Việt Nam. Trong thời gian tại ngũ, ông đã có hơn 12 năm phục vụ trong binh chủng nhảy dù. Tướng Ngô Quan Trưởng cũng là người trực tiếp chỉ huy quân lực Việt Nam Cộng Hòa phòng thủ tại Huế và Đà Nẵng vào năm 1975. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại chiến dịch Huế-Đà Nẵng cùng kết quả lời tuyên bố tử thủ của ông tướng Ngô Quan Trưởng nhé. Một ngày sau khi chiến dịch Tây Nguyên mở màn, ngày 5 tháng 3 năm 1975, chiến dịch Xuân Hè 1975 tại Trị Thiên được phát động bằng trận phục kích chặn đánh đoàn xe tiếp vận của quân lực Việt Nam Cộng Hòa trên đèo Hải Vân và trận đánh sập cầu An Lỗ trên đường số 1 ở phía Bắc Huế. Các cứ điểm của Liên đoàn Bảo an 913 tại Đồng Ông Do và điểm cao 367 bị vây ép, căn cứ pháo binh Đồng Lâm và sân bay Phú Bài bị pháo kích. Lợi dụng quân lực Việt Nam Cộng Hòa đang bận đối phó tại các điểm bị tấn công, quân đoàn 2 quân giải phóng miền Nam Việt Nam đã bí mật chuyển các sư đoàn bộ binh 324, 325 và trung đoàn 9, sư đoàn 304 từ phía Tây và Bắc Quảng Trị và phía Tây và Tây Nam Huế, đồng thời điều các quân đoàn 46 và 271 của quân khu đến thay thế cho hai đơn vị vừa di chuyển. Các cuộc liên lạc điện đài của trung đoàn 46 có sử dụng mật danh của sư đoàn 308 và các cuộc diễn tập thực binh có xe tăng và pháo tham gia được tổ chức rầm rộ ở cửa Việt, Thanh Hội, Ái Tử đã gây lúng túng và nhầm lẫn cho cơ quan tình báo và tham mưu quân đoàn 1 quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong việc phán đoán hướng tấn công chính của quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Từ ngày 6 đến ngày 7 tháng 3, chi khu quân sự Mai Lĩnh và 11 quân chi khu khác đều bị 4 tiểu đoàn địa phương quân giải phóng miền Nam Việt Nam tại Quảng Trị đánh chiếm. Trong khi tướng Lâm Quang Thi đang đòi tướng Ngô Quan Trưởng tăng viện cho Quảng Trị thì 5 giờ 45 phút sáng ngày 8 tháng 3, sư đoàn 324 bắt đầu tấn công căn cứ Mỏ Tàu, các điểm cao 75, 76, 224, 273 và 303 ở Tây Nam Huế. Đến ngày 10 tháng 3, hai tiểu đoàn của các trung đoàn 1 và 54, sư đoàn 1 quân lực Việt Nam Cộng Hòa bị loại khỏi vòng chiến đấu tại các điểm cao 224 và 273. Chi đoàn thiết giáp 47 ở Núi Nghệ bị trung đoàn 1 và sư đoàn 324 tiêu diệt. Căn cứ Phổ Lại do tiểu đoàn Bảo an 130 đóng giữ bị trung đoàn 4 quân khu Trị Thiên tấn công tiêu diệt với sự chi viện của trung đoàn pháo binh 223 của quân khu. Ngày 13 tháng 3, tướng Lâm Quang Thi điều liên đoàn 15 biệt động quân, tiểu đoàn 2 trung đoàn 54, các chi đoàn thiết giáp 27 và 37 mở cuộc phản kích và chia đôi điểm cao 224 với đối phương sau 7 ngày giao chiến. Trong một tuần đẫm máu tại điểm cao 224, cả hai bên đã bắn vào đây hơn 8.000 phát đại bác. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng sử dụng hơn 60 phi vụ oanh tạc nhằm cản bước tiến của quân đoàn 2, quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Trong khi chiến sự tại địa bàn quân khu 1 đang diễn biến tới mức độ ác liệt gia tăng, thì ngày 13 tháng 3 năm 1975, Trung tướng Ngô Quan Trưởng được triệu tập về họp tại Sài Gòn. Trong cuộc họp cùng ngày, Ngô Quan Trưởng không thể tin ở tai mình khi nghe một mệnh lệnh đột ngột từ Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu yêu cầu bỏ lại phần lớn quân khu 1 rút về phòng thủ vùng duyên hải miền Trung. Riêng sư đoàn dù phải được rút ngay về bảo vệ biệt khu thủ đô. Tướng trưởng cố chứng minh rằng quân đoàn 1 có thể giữ vững địa bàn quân khu, rằng với hai sư đoàn dù và thủy quân lục chiến chưa sử dụng đến, quân đoàn có thể tổ chức lấy lại những địa bàn đã mất. Nhưng mọi sự thuyết phục của tướng trưởng đều vô hiệu, giống như trường hợp chỉ thị cho tướng Phú rút quân khỏi Tây Nguyên, Tổng thống Thiệu một lần nữa coi quyết định của mình là tối hậu. Trở lại quân đoàn 1 vào chiều hôm đó, tướng trưởng vẫn chưa dám phổ biến ngay quyết định của Thiệu. Một mặt, ông muốn chứng minh cho Thiệu thấy là mình đúng và do còn thời gian và binh lực chưa bị nhiều tổn thất. Mặt khác, ông cũng không muốn gây hoang mang cho cấp dưới khi cuộc chiến còn chưa ngã ngũ. Nhìn thấy mặt nam của quân khu cũng bị đe dọa, Ngô Quan Trưởng cũng điều chỉnh lại kế hoạch phòng thủ theo một mô hình góc hai cạnh, lấy Đà Nẵng làm trung tâm phòng ngự, là góc. Cánh Bắc là Trị Thiên, cánh Nam là Quảng Nam, Quảng Ngãi. Do phải trả sư đoàn dù về Sài Gòn, ông ra lệnh rút lữ đoàn 369 thủy quân lục chiến vào Quảng Nam thay thế lữ dù 3. Điều lữ đoàn 258 thủy quân lục chiến về đèo Phú Gia, Bắc Hải Vân, thay thế lữ dù 2.
Việc này làm cho Trung tá Đỗ Kỷ, tiểu khu trưởng quản trị ngay lập tức kháng nghị vì việc rút hai lữ đoàn này có nghĩa là rút kèm theo hai tiểu pháo binh đoàn và một chi đoàn thiết giáp tăng phái. Tướng trưởng có thể giải thích rằng đây là mệnh lệnh của Tổng thống và chấp nhận cho tăng cường hướng quản trị liên đoàn biệt động quân 14 lấy từ Đà Nẵng. Từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 3, Trung đoàn 6 quân khu Trị Thiên mở một loạt đánh vào các cứ điểm Chúc Mau, La Sơn, điểm cao 551 và điểm cao 300 ở phía Tây Huế, buộc Sư đoàn 3, Sư đoàn 1 quân lực Việt Nam Cộng Hòa phải bỏ khu vực phía Tây, đường số 12, rút về phòng thủ khu vực Đồng Tranh, Bình Điền. Ngày 17 tháng 3, xuất phát từ phán đoán quân lực Việt Nam Cộng Hòa sẽ co cụm về phòng thủ ở thành phố Huế, Đà Nẵng, Bộ Tổng tham mưu quân giải phóng miền Nam Việt Nam đã phát điện khẩn yêu cầu Bộ Tư lệnh Mặt trận Trị Thiên nhanh chóng cắt đường số 1 ở Bắc Huế, vô hiệu hóa sân bay Phú Bài, cô lập Huế với Đà Nẵng về đường không. Quân đoàn 2 phải đánh chiếm ngay quận Lỵ, Phú Lộc, cắt đường số 1 ở Nam Huế, cô lập Huế với Đà Nẵng trên bộ. Chấp hành lệnh này, Bộ Tư lệnh Mặt trận Trị Thiên vạch kế hoạch tấn công trên hướng Bắc Quảng Trị, mũi chủ yếu từ Thanh Hội theo đường số 68 và từ Tích Tường, Như Lệ theo đường số 1 đánh vào mũi. Mũi vu hồi từ hướng Tây đánh thẳng ra An Lỗ, mũi vu hồi phía Nam đánh ra đường số 1 tại Lương Điền, Đá Bạc, vòng qua các điểm cao 224 và 303. Cánh Bắc của quân đoàn 2 và sư đoàn 324 hướng đòn tấn công vào chính quận Lỵ, Phú Lộc và đèo Phú Gia. Ngày 18 tháng 3, các đơn vị thuộc quân khu Trị Thiên đồng loạt tấn công. Ở cánh Bắc, tỉnh Quảng Trị bị quân giải phóng miền Nam Việt Nam đánh chiếm toàn bộ vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 19 tháng 3. Trung tá Đỗ Kỷ dẫn một bộ phận biệt quân còn lại rút về Huế và bị truy kích dọc theo đường số 1 đến An Lỗ. Đang ở Sài Gòn xin phê duyệt kế hoạch phòng thủ mới, tướng Ngô Quan Trưởng vội bay ra vùng 1 và gấp rút tổ chức lại tuyến phòng thủ ở cánh Bắc của quân đoàn 1. Tại tuyến Mỹ Chánh, Thanh Hương, Kế Môn, Vương Trình có lữ đoàn 147 thủy quân lục chiến, các tiểu đoàn 77, 121, 126 biệt động quân, liên đoàn Bảo An 913 và thiết đoàn 17. Lữ đoàn 480 thủy quân lục chiến được điều từ Đà Nẵng ra tại Bắc Huế để triển khai từ Sịa đến Lương Điền. Sư đoàn 1 bộ binh, liên đoàn 15 biệt động quân và thiết đoàn 7 bố trí thành vòng cung từ Núi Gió, Hòn Vượng qua Bình Điền đến Mỏ Tàu, ôm lấy phía Tây và tại Nam Huế. Lữ đoàn 258 thủy quân lục chiến và liên đoàn Bảo An 914 giữ đường số 1 nối Huế với Đà Nẵng ở Phú Lộc. Thiết đoàn 20 giữ sân bay Phú Bài, tổng số binh lực có 27.500 quân chủ lực, 19.000 quân bảo an và 36.000 quân phòng vệ dân sự. Trong khi tướng Ngô Quan Trưởng đang ở Huế để thị sát và đốc thúc cấp dưới thực hiện kế hoạch phòng thủ co cụm thì ngay trong ngày 20 tháng 3, Bộ Tư lệnh Mặt trận Trị Thiên đã hoàn thành bản kế hoạch tấn công thành phố Huế với phương châm không cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa co cụm phòng ngự trong nội đô. Lúc 14:30 ngày 20 tháng 3, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu điện cho quân đoàn 1 vì eo hẹp phương tiện và không quân, hải quân nên chỉ cho phép yểm trợ một vùng đất bị bao vây, vậy dẫn dắt tuyến trì hoãn về Hải Vân nếu điều kiện cho phép. 5:40 phút ngày 21 tháng 3, sư đoàn 325 tấn công và tràn ngập các điểm cao 310, 312, 329, 494, 520, 560, đồi Yên Ngựa và dãy đồi Kim Sắt. Sư đoàn 324 đánh chiếm các điểm cao 224, 303 và núi Bông. Tuyến phòng ngự phía Tây, đường số 1 từ Lương Điền đến Phú Lộc của quân lực Việt Nam Cộng Hòa bị đánh sập. Từ đêm 21 đến 10:30 phút ngày 22 tháng 3, Trung đoàn 18 Sư đoàn 325 đã cắt đứt đường số 1 trên địa đoạn dài 4 km từ Ràng Bò đến Bạch Thạch. Cầu Thừa Lưu bị đơn vị đặc công nước K5 đánh sập. Hàng nghìn xe quân sự và dân sự các loại trên đường từ Huế vào Đà Nẵng phải quay lại. Ngày 21 tháng 3, căn cứ Trùi bị tấn công. Thiết đoàn 20 tiến ra giải tỏa đường số 1 bị lữ đoàn xe tăng 203 đánh vỗ mặt phải lùi lại vào Phú Bài. Ngày 22 tháng 3, đến lượt phòng tuyến sông Mỹ Chánh bị vỡ, toàn bộ cửa bắc của quân đoàn 1 quân lực Việt Nam Cộng Hòa bị vây từ ba phía. Nhận thấy tình hình ở Huế đã chuyển từ mức xấu sang mức tồi tệ, đêm 22 tháng 3, Tư lệnh Ngô Quan Trưởng chấp thuận cho tướng Lâm Quang Thi rút quân về Đà Nẵng. Con đường rút quân duy nhất còn lại là ra biển qua các cửa Thuận An và Tư Hiền, từ đó lên các tàu của Hải đoàn 106 hoặc men theo bờ biển qua Thừa Lưu, Lăng Cô dưới chân đèo Hải Vân để vào Đà Nẵng. Sáng ngày 23 tháng 3, Sư đoàn 324 quân giải phóng miền Nam Việt Nam vu hồi qua điểm cao 303 và Mỏ Tàu, đánh thẳng ra ven biển Bắc Phú Lộc. Sư đoàn 325 đánh chiếm Mũi Né, Phước Tượng, bịt chặn cửa Tư Hiền. Ở phía Bắc, các trung đoàn 4, 46 và 271 của quân khu Trị Thiên bám theo sát gót cánh quân của lữ đoàn 147 thủy quân lục chiến, liên đoàn 14 biệt động quân, trung đoàn 5 sư đoàn 1 và thiết đoàn 17 đang lao nhanh ra cửa Thuận An. Ngày 24 tháng 3, các tiểu đoàn 3 và 812 của tỉnh đội Quảng Trị được tăng cường một đại đội xe tăng và một đại đội pháo binh tấn công xuyên các chốt Sông Bồ, Phổ Trạch,
Lương Mai, Bao Vinh, Xuân Viên, Thanh Hương do hai tiểu đoàn bảo an quân lực Việt Nam Cộng Hòa chặn giữ, truy kích cánh quân này đến Phong Hòa, Phong Bình, Xịa và đánh chiếm quận lỵ Hương Điền và ngã Ba Sình, khóa chặt cửa Thuận An. Trên hướng chính diện lúc 16:30 ngày 23 tháng 3, Trung đoàn 101 Sư đoàn 325 đánh chiếm Lương Điền, áp sát sân bay Phú Bài, mở cánh cửa vào Huế từ phía nam. Trung đoàn 46 quân khu Trị Thiên phá vỡ phòng tuyến sông Bồ, đánh chiếm quận lỵ Quảng Điền, Quảng Lợi, Hương Cầu, cầu Thanh Hà, cầu An Hòa, mở cửa vào Huế từ phía tây bắc. Trong các ngày 24 và 25 tháng 3, các trung đoàn 3 Sư đoàn 324 và 101 Sư đoàn 325 vượt qua Trùi, Nông, đánh chiếm sân bay Phú Bài và quân lỵ Hương Thủy, theo đường số 1 tấn công vào Huế, phát triển đến An Cựu. Các trung đoàn 1 Sư đoàn 324, 4 và 271 tỉnh đội Quảng Trị có xe tăng và pháo binh yểm hộ đánh tan phần còn lại của lữ đoàn 174, thủy quân lục chiến và liên đoàn 15. Biệt động quân lực quân Việt Nam Cộng Hòa chưa kịp rút lại lên tàu Hương Thủy, Lương Thiện, Kệ Sung, cự lại. Từ trưa đến chiều 25 tháng 3, hầu hết các mục tiêu quan trọng trong thành phố Huế như Màn Cả, Sở Chỉ huy Tiền phương quân đoàn 1, trại Trần Cao Vân, nhà Lao Thừa Phủ, Đại Nội bị quân giải phóng miền Nam Việt Nam đánh chiếm. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại Huế vỡ trận, số quân nhân không kịp rút vào Đà Nẵng bị bắt và trình diện lên đến con số 58.722 người, trong đó có 1 đại tá, 18 trung tá, 81 thiếu tá, 3.681 sĩ quan cấp ủy, khoảng 14.000 viên chức và nhân viên, dân sự cũng đã ra trình diện. Một số lớn phương tiện chiến tranh trong đó có 140 xe tăng, xe bọc thép, hơn 800 xe quân sự khác và khoảng 1 vạn tấn đạn đã rơi vào tay quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Tiếp đà thắng lợi, quân ta mở những đợt tiến công tiếp theo vào các mục tiêu quan trọng. Vào thời điểm đầu năm 1975, Đà Nẵng là thành phố lớn thứ hai của miền Nam Việt Nam với dân số gần 1 triệu người. Đây không chỉ là trung tâm kinh tế chính trị của vùng 1 quân khu 1, quân lực Việt Nam Cộng Hòa, mà còn là căn cứ quân sự hợp hải lục không quân lớn nhất miền Nam với 4 cảng lớn, trong đó có cảng Sơn Trà là cảng nước sâu hiện đại, các sân bay Đà Nẵng và nước mặn. Trong đó, Đà Nẵng là sân bay cấp quốc tế. Hệ thống kho tàng sức chứa hàng chục vạn tấn bom đạn, vũ khí, phương tiện chiến tranh, quân trang quân dụng, xăng dầu, lương thực, thực phẩm. Ngoài ra còn có căn cứ radar đa chức năng đặt tại Sơn Trà do quân đoàn 3 giả chiến của Hoa Kỳ quản lý trước đây và bàn giao lại cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa sau Hiệp định Paris. Sau khi mất Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng Nam và Quảng Ngãi, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu gửi cho Tư lệnh Quân khu bức công điện số 015/TT/CD vào ngày 25 tháng 3 năm 1975. Trong đó yêu cầu tất cả những tỉnh, những phần đất còn lại của Việt Nam Cộng Hòa hiện còn đến ngày 25 tháng 3 1975 phải được tử thủ và bảo vệ đến cùng. Chỉ huy các cấp phải vận dụng mọi sáng kiến và phương tiện để phản công. Thực hiện lệnh này, ngày 26 tháng 3, Trung tướng Ngô Quang Trưởng cố gắng thu gom các đơn vị còn lại với tổng số quân trên dưới 75.000 người về phòng thủ thành hai tuyến quanh Đà Nẵng. Tuyến ngoại vi gồm có Lữ đoàn 258 Thủy quân Lục chiến và Liên đoàn Bảo an 914 giữ Hải Vân từ Phước Tường đến Liên Chiểu. Lữ đoàn 369 Thủy quân Lục chiến và Trung đoàn 57 Sư đoàn 3 giữ Đại Lục và Đồng Lâm. Lực lượng còn lại của Lữ đoàn 147 Thủy quân Lục chiến khoảng 1 tiểu đoàn và Bộ Tư lệnh Sư đoàn Thủy quân Lục chiến giữ sân bay nước mặn. Trung đoàn 56 Sư đoàn Bộ binh 3 giữ Vĩnh Điện, Trung đoàn 2 Sư đoàn 3 ở Ninh Quế, Liên đoàn 15 Biệt động quân giữ Bà Rẽn. Tuyến tử thủ, Liên đoàn 912 Bảo an, các đơn vị còn lại của Thiết đoàn 11 và 20 phòng thủ đoạn từ Phước Tường tới Hòa Mỹ. Ba tiểu đoàn còn lại của Sư đoàn 1, Sư đoàn 2 Bộ binh và Liên đoàn 12 Biệt động quân và hơn 3.000 tân binh của trại huấn luyện Hòa Cầm phòng thủ khu vực căn cứ Hòa Cầm đến căn cứ nước mặn. Các tiểu đoàn bảo an độc lập làm dự bị cơ động trong nội đô. Tướng trưởng vẫn còn trong tay 12 tiểu đoàn pháo binh các loại, trong đó có 4 tiểu đoàn được tái trang bị, sư đoàn 1 không quân bố trí tại sân bay Đà Nẵng và nước mặn là những đơn vị hầu như chưa bị tổn thất để yểm hộ cho các tuyến phòng thủ. Ngay từ khi chiến dịch Trị Thiên 1975 và Nam Ngãi chưa kết thúc, Tổng quân ủy đã thành lập Bộ Tư lệnh Chiến dịch Đà Nẵng và cử tướng Lê Trọng Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng quân giải phóng miền Nam Việt Nam từ Hà Nội vào để chỉ huy chiến dịch này. Ngày 25 tháng 3, Bộ Tư lệnh Chiến dịch Đà Nẵng đã có ngay kế hoạch tác chiến tấn công thành phố từ bốn hướng. Hướng Bắc, sử dụng sư đoàn 325, một tiểu đoàn xe tăng, một tiểu đoàn pháo binh đánh dọc theo đường số 1, chiếm sở chỉ huy quân đoàn 1. Sư đoàn 1 không quân quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại sân bay Đà Nẵng và phát triển đến bán đảo Sơn Trà. Hướng Tây Bắc, sử dụng trung đoàn 9 bộ binh, một tiểu đoàn xe tăng, một tiểu đoàn pháo binh, một tiểu đoàn cao xạ theo trục đường 14B đánh chiếm sở chỉ huy sư đoàn 3 quân lực Việt Nam Cộng Hòa ở Phước Tường, phát triển đến sân bay Đà Nẵng. Hướng Nam và Đông Nam, dùng sư đoàn 2,
Trung đoàn Bộ binh 36, 1 tiểu đoàn xe tăng thiết giáp, 1 tiểu đoàn pháo binh, 1 tiểu đoàn cao xạ, 1 đại đội tên lửa chống tăng B-72 theo trục quốc lộ 1 đánh vào sân bay Đà Nẵng và Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1 phát triển vào nội đô thành phố. Các trung đoàn bộ binh 3 và 68 làm lực lượng dự bị. Hướng Tây Nam, quân đoàn 2 điều động sư đoàn 304, thiếu trung đoàn 9, tấn công các vị trí của lữ đoàn 369 thủy quân lục chiến trên tuyến Thượng Đức, Ái Nghĩa, Hiếu Đức, phát triển đến sân bay Nước Mặn. Chia một cánh quân trung đoàn 24 đánh vào căn cứ Hoa Cầm, phát triển đến tòa thị chính Đà Nẵng. Trước khi kế hoạch tấn công Đà Nẵng của Bộ Tư lệnh Chiến dịch ra đời, ngày 24 tháng 3, Sư đoàn 325 Quân đoàn 2 Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam đã tấn công Lữ đoàn 258 Thủy quân Lục chiến và Liên đoàn Bảo an 914 Quân lực Việt Nam Cộng hòa tại Bắc Hải Vân, đánh chiếm đèo Phước Tượng, các cứ điểm Nước Ngọt, Thổ Sơn và ga Thờ Lưu. Trận địa pháo binh của Quân lực Việt Nam Cộng hòa tại Phước Tượng rơi vào tay Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam và được sử dụng ngay cho trận đánh tiếp theo. Ngày 27 tháng 3, đến lượt các cứ điểm Phú Gia, Hải Vân bị tấn công. Sau 5 giờ chống cự với sự yểm hộ của các máy bay A-37 từ sân bay Đà Nẵng và pháo binh từ trận địa Lăng Cô, Liên đoàn 258 Thủy quân Lục chiến và Liên đoàn Bảo an 914 tan vỡ phần lớn quân số. Sư đoàn 325 thừa thắng đánh thóc qua các Sơ Hải, Loan Lý, An Bảo và Lăng Cô. Hơn 30 khẩu pháo các cỡ của các trung đoàn pháo binh 84 và 164 Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam được triển khai cấp tốc tại các trận địa Sơn Thạch, Sơn Khánh và đèo Mũi Trâu đã bắn trực chỉ vào các căn cứ của quân lực Việt Nam Cộng hòa tại thành phố Đà Nẵng từ 5 giờ 30 phút sáng ngày 28 tháng 3. Trên hướng Tây Nam, khi phát hiện sư đoàn 304 Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam tiến hành trinh sát chiến đấu, lữ đoàn 369 Thủy quân Lục chiến bỏ núi Sơn Gà về giữ tuyến trong. Ngày 28 tháng 3, Trung đoàn 66 Sư đoàn 304 đánh chiếm quận lỵ Ái Nghĩa và sân bay Nước Mặn. Trung đoàn 24 cũng của sư đoàn này tấn công căn cứ Hoa Cầm và tòa thị chính thành phố. Lữ đoàn 369 Thủy quân Lục chiến phải lùi về An Đông, Mỹ Khê và bị sư đoàn 2 quân khu 5 hợp vây. Hơn 3.000 tân binh của quân lực Việt Nam Cộng hòa tại trại Hoa Cầm nổi loạn, bắn giết các sĩ quan, chỉ huy, phá doanh trại, ra hàng Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam hoặc bỏ về quê quán. 6 giờ 30 phút ngày 29 tháng 3, các cụm chốt trên đỉnh của đèo Hải Vân của quân lực Việt Nam Cộng hòa bị tràn ngập. Các đơn vị thuộc sư đoàn 325 Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam tràn xuống đánh chiếm kho xăng Liên Chiểu, cầu Nam Ô, cầu Trịnh Minh Thế, mở đường cho xe tăng tiến ra bán đảo Sơn Trà vào quân cảng. Trên hướng Tây Bắc, lúc 12 giờ 30 phút ngày 29 tháng 3, Trung đoàn 9 sư đoàn 304 Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam có một tiểu đoàn xe tăng đi cùng đánh chiếm sở chỉ huy quân đoàn 3 Quân lực Việt Nam Cộng hòa và toàn bộ khu vực Phước Tường, Hòa Khánh. Ở hướng Nam, sư đoàn 2 quân khu 5 đã được tăng cường một tiểu đoàn xe tăng và một tiểu đoàn pháo binh đã đánh chiếm khu vực Bà Rén lúc 9 giờ sáng ngày 28 tháng 3. Tướng Ngô Quang Trưởng lệnh cho tướng Khánh tư lệnh sư đoàn 1 không quân dùng 4 phi đội A-37 đánh sập cầu Bà Rén và cầu Câu Lâu nhưng không cản được sư đoàn 2 Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam vượt sông bằng xu, ghe, bè, mãng. Hồi 5 giờ 55 phút ngày 29 tháng 3, ở Vĩnh Điện, cứ điểm phòng thủ và vòng ngoài cuối cùng của quân lực Việt Nam Cộng hòa tại Nam Đà Nẵng bị Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam đánh chiếm. 12 giờ sáng ngày 29 tháng 3, sở chỉ huy quân đoàn 1 quân lực Việt Nam Cộng hòa bị đánh chiếm. Tướng Ngô Quang Trưởng và các chỉ huy cao cấp của quân lực Việt Nam Cộng hòa tại quân khu 1 đã được trực thăng bóc ra tàu HQ-404 từ 9 giờ 30 sáng. 12 giờ 30 phút trưa ngày 29 tháng 3, tất cả mục tiêu quan trọng như tòa thị chính, sân bay Đà Nẵng, sân bay Nước Mặn, đài phát thanh, ty cảnh sát, ngân hàng quốc gia, trụ sở quân tiếp vụ đều đã bị Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam đánh chiếm. Bên phía quân lực Việt Nam Cộng hòa, việc chỉ huy các đơn vị dưới quyền của tướng Ngô Quang Trưởng đã hoàn toàn không thể thực hiện được từ chiều 28 tháng 3. Việc sư đoàn 3 tan chảy lúc 5 giờ chiều ngày 28 tháng 3 đã làm cho sư đoàn thủy quân lục chiến bị hở sườn và bị đánh vu hồi từ phía sau. Trước đó, 6.000 quân của sư đoàn 2 đã đào ngũ, rã ngũ, không còn kỷ luật và tinh thần chiến đấu nữa. Ngay từ ngày 25 tháng 3, cụm trưởng CIA tại Đà Nẵng, ông Francis đã đại diện cho cấp trên là ông Poga ở Sài Gòn, đề nghị lập cầu hàng không Đà Nẵng-Sài Gòn để di tản người Mỹ, nhân viên người Việt và được chấp thuận bởi điều kiện này chỉ sử dụng máy bay nhân sự. Cùng với việc điều động các tàu của vùng 1 và vùng 2 Hải quân, quân lực Việt Nam Cộng hòa, tướng Smith cũng cho 5 tàu kéo xà lan, 6 tàu khách và 3 tàu hàng ra Đà Nẵng giúp vào việc di tản. Nếu việc di tản của người Mỹ và nhân viên người Việt của họ diễn ra tương đối trật tự, thì việc rút quân của các đơn vị quân lực Việt Nam Cộng hòa còn sống sót ra các tàu của Hải quân quân lực Việt Nam Cộng hòa lại xảy ra trong hỗn loạn. Nhà báo Alan Dawson mô tả Đà Nẵng trong ngày 28 tháng 3. Binh lính ngã ngũ nổi loạn, cố sức thoát ra hoặc vơ vét cái gì đó có thể kiếm được trong khoái lạc như bắn giết và cướp bóc. Các tướng tá thì đang hoạch định các kế hoạch để có thể bí mật trốn thoát.
suốt đêm, sự hủy hoại, vơ vét, trộm cướp và hãm hiếp tiếp diễn. Tòa nhà lãnh sự Mỹ, con voi trắng bị lột chỉ còn trơ cái vỏ. Chiều 29 tháng 3, các đơn vị thuộc các sư đoàn 2, 304, 324, 325, lưới đoàn thiết giáp 203 lần lượt tiến vào Đà Nẵng và trật tự được lập lại. Gần 9 vạn sĩ quan, binh lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa và nhân viên dân sự của quân lực Việt Nam Cộng Hòa không kịp lên tàu biển và máy bay để di tản đã ra trình diện. Chiến dịch Huế-Đà Nẵng kết thúc, tướng Ngô Quang Trưởng đã không giữ lời hứa chết trong thành phố Huế mà tìm cách bơi ra tàu chiến đang neo ngoài khơi Đà Nẵng để thoát khỏi vòng vây. Tướng trưởng phải bơi ra tàu đang neo đậu ngoài khơi Đà Nẵng do sóng to và tàu neo xa bờ khiến ông Khi lên được tàu trong tình trạng sức khỏe rất kém, phải thở bằng máy. Tàu cập bến Cam Ranh chở theo ông và hơn 4.000 thủy quân lục chiến. Hàm trưởng được lệnh chuyển ông sang tàu khác tốt hơn và bỏ lại 4.000 thủy quân lục chiến ở Cam Ranh chở một mình ông vào Sài Gòn nhưng ông từ chối. Tàu cập bến cảng Vũng Tàu, sau đó ông được chuyển vào Tổng Y viện Cộng Hòa chữa trị. Những ngày cuối tháng 4 năm 1975, một sĩ quan lục quân Mỹ từng làm việc với Ngô Quang Trưởng đã gặp ông và gia đình đề nghị di tản khỏi Sài Gòn trước khi quân giải phóng từ mọi hướng đổ về làm chủ thành phố. Vợ con của Ngô Quang Trưởng theo sự hướng dẫn của viên sĩ quan người Mỹ xuống tàu thủy để ra đi. Riêng Ngô Quang Trưởng phải đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông di tản bằng trực thăng của tướng Nguyễn Cao Kỳ ra tàu sân bay của hạm đội 7, rồi từ đó ông ta đến đảo Guam để hoàn tụ gia đình. Tại đây, với sự giới thiệu của tướng Kurtzman, từng là cố vấn quân sự của Mỹ tại vùng 4 chiến thuật, Trưởng và người con trai bắt đầu đi học nghề nông ở một nông trại cho đến lúc chuyển đến định cư tại Fort Church, Virginia, miền đông nước Mỹ. Vừa rồi là những diễn biến chính của chiến dịch Huế-Đà Nẵng và kết quả lời tuyên bố của tướng Ngô Quang Trưởng mà Xui gửi tới anh em. Video hôm nay cũng đã dài, vì vậy xin phép anh em chúng ta dừng lại ở đây. Hẹn gặp lại các anh em trong video tiếp theo. Bye bye!